Hello anh chị em, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu những cái chú ý giúp cho các con sống lâu hơn nhé. Trước tiên như anh chị em đã biết, tuổi thọ trung bình của các con ấy với cái điều kiện nuôi dưỡng tốt rơi vào khoảng từ 25 đến 35 năm. Đó là cái khoảng thời gian tuổi thọ trung bình của cá koi nha anh chị em. Cá biệt thì ở bên Nhật ấy, có một con cá koi được ghi nhận là sống được tới 226 năm. Nhưng để cá koi ấy có thể sống thọ như vậy thì là trường hợp nó khá hiếm gặp. Bởi vì cá koi có thể sống 25 đến 35 năm đã là trường hợp hiếm rồi. Vậy cái điều kiện để mà nuôi được một chú cá koi ấy có cái tuổi thọ cao thì dựa vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất đó là cái nguồn gen. Cái này thì hầu như chúng ta không thể can thiệp được, bởi vì nguồn gen của cá koi đã được quy định ngay từ khi cá được sinh ra rồi. Các trại bên Nhật có quy trình sàng lọc cá bố mẹ rồi cho sinh sản. Sau đó họ lọc từ 2 cho tới 3 lần trước khi cá con được đem đi nuôi lớn và bán ra ngoài thị trường. Vậy cái câu hỏi đặt ra là những cái điều kiện sống nào của cá koi ấy mà chúng ta có thể can thiệp được? Đầu tiên đó chính là hồ cá. Đầu tiên anh chị em nên có một cái hồ nuôi đủ sâu để cá có thể hoạt động và bơi lội một cách thoải mái nhất có thể và phát triển với kích thước tốt nhất. Với Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhất là miền Bắc có những cái đợt nóng lạnh thất thường ấy, thì cái việc hồ được xây âm sẽ giúp cho việc cân bằng nhiệt khá tốt. Cái này giúp cho cá không bị sốc nhiệt mỗi khi môi trường sống thay đổi. Vậy cái độ sâu của hồ dao động từ 0,8 cho tới 1,4 mét anh chị em nhé. Với bề ngang của hồ anh chị em nên làm rộng một tí, khoảng từ 2 mét đổ lên, sẽ tránh trường hợp bề ngang quá hẹp khiến cá bị cong mình. Và đặc biệt thì hồ cần có cái hệ thống hút đáy, hút lửng và hút mặt đầy đủ và hệ thống lọc đảm bảo hiệu quả, thì việc làm nước sẽ đạt được hiệu quả cao, giúp cá không mắc những cái bệnh vặt khi nước ô nhiễm anh chị em nhé. Thứ hai là về thức ăn, anh chị em nên chọn những cái loại cám có chứa vitamin và khoáng chất để giúp cá phát triển một cách toàn diện nhất. Ngoài ra còn giúp tăng cường cái hệ miễn dịch, tránh những cái trường hợp bệnh không đáng có như là nấm này, nhiễm khuẩn này, bệnh bong bóng cá, hoặc là nghiêm trọng hơn là bị cái bệnh nội tạng. Khi anh chị em quyết định mua cám thì hãy chọn những cái thương hiệu cám đã được khẳng định lâu năm và được những anh chị em khác dùng và cho hiệu quả an toàn. Vì trên thị trường hiện tại của mình thì có rất là nhiều loại cám mới ra. Khi chúng ta nhìn vào cái bảng thành phần thì nhiều loại cám không có đề thông tin trên đó. Ví dụ như trong mấy anh em chơi với Long vừa rồi thì có dùng một loại cám mới. Nhưng có cái hiện tượng là cá bị đi ngoài dạng lọc và bị rối loạn tiêu hóa. Vậy nên khi chúng ta có cái bảng thành phần cụ thể của cám, chúng ta sẽ biết được loại cám nào dùng để bơm cá, loại nào dùng tăng màu hay loại nào giúp cá giữ body anh chị em nhé. Tới đây thì Long xin anh chị em vài giây. Long chỉ có một kênh duy nhất là Long Bee Channel, chia sẻ với anh chị em về cá koi. Anh chị em có yêu quý thì hãy like video và ấn vào đăng ký để ủng hộ kênh phát triển nha. Ok, tiếp theo thứ ba anh chị em cần chú ý đó là cái độ pH và nhiệt độ của hồ koi. Thì pH của hồ koi anh chị em nên giữ ở mức 6.8 cho tới cao nhất là 8.0. Đây là cái khoảng an toàn cho cá koi để cá phát triển tốt nhất có thể. Có nhiều cách để ổn định độ pH cho hồ cá. Có thể anh chị em sử dụng vỏ sò ion, san hô hoặc là nham thạch, hay các loại kháng chất giúp cho cân bằng độ pH trong hồ. Ngoài ra thì vi sinh cũng là cái phần quan trọng. Hàng đầu tuần khi thay nước, anh chị em nên bổ sung vi sinh đều đặn cho hồ thì sẽ giúp cân bằng cái độ pH trong hồ. Với cái nhiệt độ thì chúng ta giữ trong khoảng từ 24 tới 28 độ C. Đây là cái nhiệt độ rất tốt cho hệ tiêu hóa của cá koi. Ở bên Nhật thì do họ có cái mùa xuân và mùa đông khá là lạnh, cho nên cái thời điểm đó họ sẽ ngừng cho cá ăn hoặc là cho ăn hạn chế. Bởi vì khi nhiệt độ hồ xuống thấp, từ đó cái hệ tiêu hóa của cá koi nó dừng hoạt động á. Nếu cho cá ăn thì sẽ gây ra cái tình trạng vô cùng nghiêm trọng là tới nội tạng cũng như là hệ tiêu hóa của cá. Như anh chị em đã biết thì hệ tiêu hóa của cá koi thuộc cái dạng thẳng và không có dạ dày.
Vậy nên khi cá koi ăn vô thì cám sẽ tới thẳng ruột luôn. Trong vòng 4 tới 5 tiếng thì sẽ được đào thải ra ngoài. Và lúc này nếu cám ăn vô mà không được tiêu hóa tốt thì gần như chất thải của cá là nguyên hột cám hoặc là ở dạng nát. Thế nên có nhiều anh chị em gặp cái tình trạng cá đi ngoài chất thải bị nát rồi dẫn tới việc là cá bị trĩ. Vậy nên anh chị em chú ý về cái chế độ ăn cho cá theo mùa cũng như là theo thời tiết nhé. Ok, tiếp theo là thứ tư, đó là cái lượng oxy hòa tan. Anh chị em chú ý là lượng oxy hòa tan rất là quan trọng với hồ cá koi. Anh chị em chú ý ngưỡng oxy hòa tan rơi vào mức là 5mg trong 1 lít. Vậy có anh chị em hỏi là làm thế nào để biết được cái lượng oxy hòa tan trong hồ? Cái này thì anh chị em có thể tìm trên thị trường có rất là nhiều cái sản phẩm hỗ trợ về bút đo hoặc là những cái bộ đo lượng oxy hòa tan trong hồ nhé. Với oxy hòa tan thì khi cá muốn phát triển thì nó vận động nhiều và lúc đó nó cần cái lượng oxy để thở. Mà nếu như lúc này hồ của chúng ta thiếu oxy sẽ dẫn tới nhiều những cái tình huống nghiêm trọng. Ví dụ như là cá bị ngột này, hoặc là nồng độ NH3, NH4 trong hồ tăng cao này, hay vi sinh trong hồ nó bị thiếu khí thì sẽ làm chậm quá trình chuyển hóa NH3, NH4 trong hồ thành NO2, NO3, khiến cho các chất này không bay hơi được, dẫn tới trường hợp là cá bị đột tử. Đó. Và cái vấn đề cuối cùng cần lưu tâm với anh chị em đó là đánh thuốc cho cá. Có rất nhiều anh chị em khi nuôi cá mà trong tủ thuốc không hề có một cái loại thuốc căn bản nào để dự trữ khi xảy ra trường hợp bất ngờ. Tới khi cá nó bị dấu hiệu bệnh thì mới đi mua. Hàng giao lâu về tới nơi thì cá nó bị nặng rồi và cái tỷ lệ cứu chữa là rất là thấp. Vậy nên anh chị em cần có một vài cái loại căn bản giá thành rất rẻ như là thuốc tím này, chloramin T này, kháng sinh phổ rộng galatin này, muối này, vi sinh này, vitamin C và khoáng, te chai nhật hay ebergin. Đây là những cái sản phẩm căn bản để khi xảy ra vấn đề chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để giúp cá tăng cường đề kháng hay như là khử khuẩn căn bản để cá bớt khó chịu. Sau đó chúng ta mới sẽ tìm hiểu cái bệnh lý và mua những cái loại thuốc chuyên dụng. Ngoài ra có rất nhiều anh chị em hồ chết rất nhiều cá, có thể là giả dích hoặc là chết hàng loạt chỉ vì anh chị em không nắm rõ được bệnh nên là đánh quá nhiều loại thuốc. Vì khi cá bệnh tâm lý anh chị em khá là cuống, thì ai chỉ cái thuốc gì thì đánh cái loại thuốc đó. Như kiểu vừa đánh tím xong là chuyển qua đánh thuốc xanh, vừa đánh xanh xong lại chuyển qua đánh te chai nhật, rồi chưa xong xuôi thì lại chuyển qua đánh kháng sinh. Lúc này có quá nhiều cái loại thuốc trong cùng một lúc, từ đó dẫn tới cái con cá nó rất là yếu. Nhiều anh chị em còn dùng quá nhiều kháng sinh và sau này khi muốn sử dụng kháng sinh để điều trị thì con cá bị lờn thuốc, không thể điều trị khỏi được. Đó là cái lý do mà nhiều anh chị em khi bỏ ra cái số tiền lớn mua một em cá về mà cá không thọ được lâu dài, khiến anh chị em nó chán nản. Khi cá bị mắc bệnh thì cái việc xác định xem con cá bị bệnh gì rất là quan trọng. Nó giúp chúng ta chọn đúng cái loại thuốc sơ cứu trong khi chờ thuốc đặc trị đặt hàng về. Đó, khi cá bị bệnh thì anh chị em cứ bình tĩnh, mình phán đoán từ nước, độ pH cho tới oxy hóa tan hay như là ký sinh trùng vân vân. Anh chị em cần đo đạc và nhìn xem cá có mắc những cái vấn đề đó không. Nếu chưa đủ kinh nghiệm thì anh chị em có thể trao đổi với người quen biết về cá hoặc là các hội nhóm để chia sẻ cái cách điều trị là ok nhất anh chị em nhé. Đã chơi koi thì cái mục tiêu của chúng ta là thư giãn và sự thích thú. Chả ai muốn cá của mình bị bệnh cả. Thế nên khi gặp cái vấn đề anh chị em cứ mạnh dạn hỏi người có kinh nghiệm. Dần dần qua 1-2 năm là anh chị em có những cái kiến thức căn bản để giúp cá mình phát triển ok hết thôi. Ok, vậy hôm nay chúng ta đã cùng bàn với nhau về những kiến thức giúp cho cá koi sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Mong rằng những cái thông tin này sẽ hữu ích với anh chị em. Chúc anh chị em có một đàn koi khỏe mạnh và phát triển tốt. Anh chị em có yêu quý thì hãy like video và đăng ký kênh để kênh phát triển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.